Rồi, thấy rồi. Về bên kia đường, kìa cả nhà. Nóng quá, ngồi đây né nắng chút xíu. Đây, em mới mua nước chanh với hot dog cho Henry ăn nè. Đó, bây giờ anh Hai lên xe rồi đó, ngồi. Anh Hai ồ, go. Ai đi hai ngón tay, đâu. Hello, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì mẹ con em sẽ đi chơi. Hôm nay có cái chương trình kiểu là triển lãm dinosaur đó, cho nên em sẽ chở Henry đi coi dinosaur. Thì sẽ mời tất cả mọi người theo chân mẹ con em ngày hôm nay đi xem cái chỗ mà họ làm cho những đứa nít kiểu là thích dinosaur hoạt hình á thì sẽ như thế nào nghe các bạn. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân mẹ con em nha. Đi con. Rồi, mẹ con sẽ xuất phát nha cả nhà. Chạy một tiếng mấy lần á, nhưng mà thôi kệ, cho con đi chơi đi rồi chứ ở nhà hoài buồn tội nghiệp đó. Ok, let's go. Nãy tranh thủ chạy vô mua boba chi cho Henry nè cả nhà. Này, đâu boba của con đâu? Dỡ lên cho cô chú coi à. Ngon, uống này uống ngon sao? Mạnh lên. Trời ơi, ngon quá. Đây là một người. Hai mẹ con mua hai ly. Em bé làm gì vậy anh Hai? Bé làm ọt hả? Mất hết 20 phút. Đáng lý ra là sẽ đi qua bên đó sớm hơn 20 phút mà giờ trễ mất hết 20-25 phút rồi. Kệ không sao, vô trễ chút cũng sao, 5 giờ vô trễ thì về chơi trễ. Đi chơi mà. Rồi, ngày hôm nay mẹ con em sẽ đi. Bạn đâu chơi rồi? Bạn vô rồi. Đi, vô, lên vô. Vô con. Đi. Bạn trốn. Vô trong đây. Bạn chạy trốn chưa? Đi vô đây, đi, lên con. Không. Đi vô. Trong cái mo này nó lớn ghê cả nhà. Nó to dễ sợ luôn. Lần đầu tiên vô đây không biết đường, bây giờ phải dùng Google để định vị ra cái chỗ đó. Rồi dẫn Henry đi. Henry ơi, con đi đâu vậy? Đi chơi hả? Oh, mini show. Cái hãng đồ chơi cưng quá à. Nước hoa rồi nữa. Đi ngang cái quầy này lúc nào cũng thơm. Bắt đầu bay được. Vô trong này. Xúc xúc chích chích. Ồ, đồ chơi kìa anh gì. Thôi đừng có mua nha, tốn tiền lắm nha. Ôi bà, chị nhỏ này chị khoái nè cô chú. Coi lại. Vô quá trời vô luôn. Ấy da. Không có trời vô luôn. Please, come in, come in, come in. Này chứ không phải trong này. Mình nãy mình hỏi cái ông làm ở đây, cái mình hỏi là trò chơi, cái ông hỏi trò chơi gì, cái mình mới nói là dinosaur show. Cái ông mới nói là ở ngoài chứ không phải trong này, mình đi thẳng xuống dưới này mình quẹo phải thì sẽ thấy. Rồi bạn nhỏ nè, quá trời dễ dãy luôn rồi. Kìa, có nhà banh nữa nè cả nhà. Nè, thấy không? Đây là khu ồ, có lẽ có nhà hàng nữa nè. Mall là lớn quá ha. Ẩm chỉ dễ dãy vậy, đau có lưng quá. Lật chỉ vô. Đau có lưng quá. Đi ra. Rồi, thấy rồi. Về bên kia đường, kìa cả nhà. Đó. Thấy rồi. Đi đi, mẹ nắm tay cho. Đừng có đi một mình. Ừ, xe đó. Nó nằm bên đây. Đó, đây nó sọt kìa. Đã. Anh đi thích không? Yeah.
không muốn chụp hình không? Đứng kế bên mẹ chụp hình chứ. Đứng chụp hình với con này ha. Ok rồi. Ok, chụp hình với An qua tờ tờ. Rồi đứng xếp vô, xếp vô. Đứng xếp vào đây nè, đứng vào đây nè. Rồi, rồi. À, không thấy con An qua tờ. Xếp vào đây, con xứng xếp vào đây. Đứng ngay đây nè, đứng ngay đây nè, đứng ngay đây. Rồi. Rồi, cười nè. 1, 2, 3. Cười, nhìn mẹ nè, nhìn mẹ. Yeah. Hay đi, nhìn mẹ nè. Yeah, rồi. Đâu đâu, con nào nữa đâu. Chạy lại, chạy lại. Chạy lại. Đó, đứng đi, nó gần. Đi lên gần đó, đây, lại đây. No, 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 được. Nó chỉ kêu thôi à, không có sao hết trơn á. Nó kêu thôi à. Đó rồi, đứng ở đây, mày chụp hình cho. Xích vô. Đi xích vô con, xích vô. Ok, nhìn mẹ nè. Hai đi, hai ngón tay đi, hai ngón tay đâu. Hai đi. Cái cổ nó dài vô. Mày chụp hình cho. No, no, đừng. Nó sẽ lại chắc. Không chắc. Vậy đứng xa xa đi. Đứng xa xa. Ok. 1, 2, 3. Không sao. Nó giả mà. Nó giống nhất thôi à. Nó đâu có gì đâu. Nó đâu có chạy đâu. Đã ồn. Wow. Rồi cái nào nữa. Rồi lấy điện thoại đi quay. Quay đi, con muốn quay con chụp nào quay đi. Đó, vậy nó mà chịu á. Chứ hồi nãy giờ không cho là buồn á. Quét nè. Đúng rồi đó.
có chuyện chúng cô nhẹ thôi anh này. Chỉ quét ra thôi, quét rồi dòm thôi à. Quét ra thôi, đó đúng rồi. Cái đó là cái gì? Cái đuôi hay cái đậu? Ừ? Bên kia là cái gì kìa? Bên kia là cái gì kìa? Đi đi qua kia coi cái kia là cái gì? Đi. Ừ, đi, let's go. Bên này hôm nay là chơi xe đạp á. À, hôm nay là xe đạp. Hả? Mình không có vé con, hồi nãy mẹ đâu có mua này. Đi đi qua bên kia chơi. Kìa, có nhà banh kìa đi. Hay đi có nhà banh nữa. À, đi chui vô nhà banh chơi kìa, đó. À, chui vô nhà banh đi con. Rồi, leo lên được không? Leo lên. Rồi, leo lên. Không được hả? Vô nhà banh chơi đi. Nước này anh đi. Con xin nói cho đây nè. Sao làm gì biết. Rồi bây giờ hết sợ rồi đó lại chơi rồi. Đây có mấy cái quầy đồ ăn luôn nè. Để mình làm được khám phá mấy quầy đồ ăn. Nhìn thấy sợ. Giờ ngồi đây chơi cho nó mát mát cái chiều chút rồi là ở lại chơi. Đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi đâu hả? Hả? Đại biểu. Đi kiếm mẹ hả? Mẹ ở đây mà, ở dưới đây nè. Mẹ mẹ đứng ở đây nè, nắng quá. Chơi đâu. Tại bữa mình chơi mình mệt rồi, không có chơi cái này ok. Đi chơi vòng ngoài này thôi. Mệt chưa? Đó, giờ không chịu, giờ không mệt rồi. Giờ đi chơi. Đó. Chứ hồi nãy giờ kêu chơi là không chịu chơi, sợ. Giờ chịu rồi đó. Ồ em nhìn quá trời luôn, em mê quá trời mê luôn. Em mê quá trời mê luôn. Ây da. Thôi em bé không có xuống được đâu. Em bé bỏ giò xuống nè cô chú. Nổ, nổ. Em muốn bỏ giò xuống. Bây giờ Harry có tiết kịch rồi, bây giờ đợi cái xe tới thì mới lên, bắt đầu đưa cho người ta tiết kịch.
giữ cái tích kịch đó nghe không. Rồi một lát cái xe nó chở lại cái mình leo lên ngồi ok. Rồi mẹ đứng đây mẹ đợi con ha. Rồi con đi một vòng con quay lại nha, ok. Đứng đây đợi, đợi xe lại. Đó bây giờ anh Hai lên xe rồi đó, ngồi. Anh Hai ồ, go. Anh Hai đi ngắm cảnh rồi đó. Đi mà nhé, sợ miếu máu được. Nãy thấy không thấy em mới chạy đi kiếm. Em mới phía sau em kêu quá trời kêu. Đó giờ mua thẻ trong đi một vòng vậy mà 10 đồng đó mọi người. Mặt dễ sợ. Cô này sao? Hả? Cô này sao đây? Cô cầm cái gì đây? Hả? Nóng quá, ngồi đây né nắng chút xíu. Ở đây là cái nhà nhúng. Quá trời nóng. Giống với Việt Nam luôn. Đi chàng đi Việt Nam mà chưa khoảng 3-4 giờ vậy đó. Chiều trời ơi nóng quá trời nóng. Rồi bạn nhỏ. Ok, để mày thả con ra chút nha cho nó mát nha. Mới thả chị này ra là chưa xong gì hết trơn là anh Hai về tới nè, con uống đi con. Uống đi. Trời ơi, một phần uống ba phần nhả. Đó, anh Hai đang chơi nè. Ồ, bỏ cát chưa hả? Ồ, cái này là sàn cát à. Thì ra là chơi vậy. Nóng quá cả nhà, giờ đang ngồi ở đây. Đang ngồi ở đây đợi lát cho nó mát. Bắt đầu mấy cơn bão sau này họ lên đèn. Bắt đầu mình đi lại mình chụp hình thêm lần nữa. Ơi, nóng không? Mệt không? Ơi mệt quá trời mệt không? Mới xin cái bà kia được cái tờ giấy nè. Để quạt cho nó mát, nóng quá trời nóng. Vô trong cái mò này cho nó mát. Quá trời mát.
mình thấy ai cũng đi vô mặt kênh bên kia, xong rồi đậu mặt kênh bên đó, xong cái dòng ngược bên này không à, chứ không ai biết đường mà đi qua này hết trơn. Còn đi vô trong cái mall xong đi ra không. Đây có nhà banh nữa nè, Jolly Jolly Kiss. Ai đá vậy? Ai đá vậy? Ai đá? Đó, khỏe rồi đó, về la làng rồi đó. Hồi nãy ngoài kia cũng la vậy. Anh biết không, nó thấy anh hai nó xa xa cái nó kêu anh. Nó kêu anh hai vậy. Cái mua đồ ăn cho anh hai nó ăn hả? Anh hai nó ăn thổi, nó nhào tới nó khóc, nó la. Nó kêu phải cho nó mà anh hai đang thổi. Làm gì đó tại vì mỗi bữa có tả không nè, có tả không có tả ra rồi cho mắt lít chút đi rồi lau mình ngủ rồi lưới lắc rồi. Anh hai đuối vậy, đuối không con? Đuối hả? Mệt quá hả? Đụng đầu á mát chút đi rồi ba tắm cho, chứ để mình mấy cái chịch cát không. Hồi nãy nó chơi cái trò chơi mà cát bươi cái ra mấy cái cục xương á anh. Nó bươi xong cái nó hất cát đờ, hất ra phía sau lát dính đầu này nhóc hết trơn. Rồi thôi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà, bye.